Em đang test hai chiếc Lazer 10W của Loa Pro Audio, bán rất là nhiều rồi. Hôm nay gặp phải bác khách, bác ấy lại thích quay riêng hai con cho bác ấy. Ok, lôi ra sân đấy, quay cho anh xem để mai bàn giao cho anh yên tâm. Anh nói mới để ý cái con 6W em quay rồi, 15W quay rồi, nhưng mà con 10W này chưa lôi ra sân quay không nào. Mê ly luôn. Đấy, về anh em quay video thì nhớ né cái trực tiếp cái bóng từ ánh sáng từ cái bóng ra nhé. Ví dụ cái nó đang chiếu lên trên, anh em đứng dưới quay lên ok. Chứ còn để nó chiếu trực tiếp vào cam thì sẽ bị đốm cam. Rất đẹp anh em ạ. Mình đang quay ở ngoài sân. Đấy, về nếu anh em có máy khói thì sẽ y hệt như kiểu là em đang quay video đây nhé. Đấy, đèn ánh sáng thì nó phải có khói. Quá rực rỡ luôn. Đấy, sẵn ở trong cái con Lazer này thì nó có hơn 150 kiểu. Nhưng mà những cái kiểu kia thì nó cứ bắn tia tung tóe ra ấy. Vì vậy nên là em phải chọn cái kiểu này để cam điện thoại nó đỡ bị ảnh hưởng. Chứ những cái kiểu kia mà nó bắn ra đô mình không tránh được. Đấy, rất đẹp anh ạ. Quay cứ cho nó check trên trời thế này, quay điện thoại nó an toàn. Đấy, hàng em bán ra thì anh em yên tâm nhé, hàng nhập khẩu nguyên chiếc chuẩn quát, súng to, và em bao cho anh em, bao test cho anh em 3 ngày. Đấy, dùng nếu mà không ưng thì cứ trả lại hàng cho em nhé. Quá nét luôn. À, anh em nhìn nó chiếu vào cây. Giá là 14.500.000 đồng cho một chiếc Lazer 10W. Và bên em đang có chương trình tặng thùng đựng anh em nhé. Đang có chương trình khuyến mãi tặng thùng đựng cho anh em. Anh em cứ yên tâm về chất lượng và đồ sáng, bảo hành 1 năm. Những cái con Lazer bãi 10W, hàng mà đẹp đẹp một chút ấy, anh em đi mua cũng phải rơi vào tầm từ khoảng 10 triệu cho đến 12, 13 triệu một con, tùy những cái chỗ đơn vị người ta bán. Đấy, hàng này là em làm việc trực tiếp với hãng, không qua bất kỳ một khâu trung gian nào. Vì vậy mức giá rất là tốt. Đấy, hàng bãi anh em mua kể cả như ngày trước đây, năm trước em cũng là một người bán hàng bãi, nhưng mà do không có linh kiện khi hỏng hóc, không bảo hành cho anh em được, vì vậy anh em không dám bán hàng bãi nữa, tại vì giá nó cũng cao chứ nó không hề rẻ các bác nhé. Hàng bãi giá nó cao là tại vì trước đây những cái mà người chủ ba chủ sàn ở bên Trung Quốc ấy, khi người ta đi mua một con Lazer 10W như này, khi bán vào ba có thậm chí là phải mua 50-60 triệu đồng một con là bình thường. Đấy, vì vậy khi người ta bán lại, người ta bán ra, người ta cứ nghĩ là bán 10 triệu, 11 triệu một con Lazer bãi là đã rẻ lắm rồi. Đấy, ngay cả bây giờ đến những cái người khách mà lắp ba sàn bên Trung Quốc ấy, thậm chí còn mua những con 10W này còn đắt hơn là em bán cho anh em ở bên Việt Nam cơ. Đấy là đúng sự thật luôn. Đơn giản như bây giờ anh em mình một đôi loa bán cho người dân có thể bán 10 triệu, nhưng khi bán cho quán hát, để bán cho công trình dự án ấy, thì phải nhân đôi. Đấy, kiểu như vậy. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn, và sau này khi mà hết bảo hành rồi thì linh kiện lúc nào cũng sẵn để cho anh em thay thế nhé, nếu như có sự cố. Tại vì đồ điện tử mà chắc chắn sẽ có một ngày nó gặp vấn đề thôi.
chứ không có cái đồ điện tử nào là sẽ bền mãi mãi được các bác nhé. Đấy, thế vì vậy là khi anh em dùng đồ điện tử thì anh em không phải ngại cái vấn đề nó hỏng hóc làm gì cả, mà hãy để ý đến là khi hỏng thì có cái thiết bị, có cái linh kiện để thay thế hay không thôi, chứ chẳng có cái hãng nào mà làm ra được một sản phẩm điện tử mà dùng bền cả đời đâu. Đấy, như kiểu là đang đi ở trên mây đi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé.